Nhìn MBB của bạn thấy đau lòng quá. Mình mua giá 22.8 mãi chưa về bờ được. Cầm đến cuối năm ổn không bạn? Trước tiên dựa vào cái bảng định giá của chúng ta này, chúng ta lấy các cái giá trị kế hoạch trong báo cáo tài chính 10 năm trở lên á, thì cái chất lượng tài sản của MB Bank mình đánh giá là khá là tốt với những cái tham số các bạn có thể thấy ở trên màn hình như thế này. Cái mức điểm mà cái phần mềm của chúng ta đã đánh giá cho cổ phiếu MB Bank là 7 trên thang 10 các bạn nhé. Đó là một mức điểm khá chứ không phải là quá là tệ. Về cái vùng giá mà bạn đã mua đó là vùng 22.8. Nếu như chúng ta nhập cái điểm mua 22.8 vào thì các bạn thấy là nó cũng tương đối là khả quan chứ không phải là bi quan lắm. Tại vì với cái sức định giá 32 mà chúng ta tiếp tục nắm giữ trung và dài hạn á, thì vẫn còn rất là nhiều tiềm năng. Chúng ta thấy là khá là hấp dẫn ở cái vùng mua này. Đó. Có thể là cái phương pháp đầu tư của mình là nó hơi khác so với các bạn, bởi vì mình khi mình định giá được một mã cổ phiếu, ví dụ MB Bank 7 trên thang 10 và cái sức định giá là vùng 32, thì mình sẽ tận dụng những cái nhịp nó giảm để mình mua và mình gom vào. Riêng con MB Bank này nó sẽ có những cái điểm mua như là vùng 18, 19 này. Ví dụ mình mua được ở vùng giá 18 các bạn nhé. Và một cái vùng nữa đó là vùng 15. Chúng ta sẽ lựa chọn mua và gom cổ phiếu tỷ trọng cao vào ở những cái khu vực mà nó có cái hỗ trợ mạnh nhất đó, thì chúng ta sẽ mua và nắm giữ tỷ trọng cao các bạn nha. Ví dụ mình mua được ở quanh vùng giá 18 thì cái biên an toàn mình rất là tốt để mình tiếp tục nắm giữ, đúng không ạ? Còn một số bạn mà canh được cái giá tốt hơn nữa, ví dụ vùng 15 đi, thì rõ ràng quá là an tâm trong cái việc mà chúng ta nắm giữ đó. Làm sao mà chúng ta tối ưu được cái điểm mua thì cái biên an toàn và cái chiết khấu của các bạn nó sẽ cao lên, khi đó các bạn sẽ nắm giữ dài hạn và rất là an tâm đối với cái chiến lược là đầu tư dựa vào cái phương pháp định giá các bạn nha.